tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức này phần gọi là phần ghi giảm tài sản cố định rồi trong quá trình chúng ta nhìn thấy cái tài sản cố định chúng ta vào phần này chúng ta đã khấu hao được đến tháng tư chúng ta theo dõi cái sổ tài sản cố định bằng khấu hao tài sản cố định liệu phòng vật tư cho năm nay chúng ta sẽ nhìn thấy là cái báo cáo này nó khá là cụ thể đúng không ở đây các bạn nhìn thấy không các bạn đừng bận tâm cái gì nhá đây là cái số liệu ví dụ thôi không có gì chúng ta đã phân bổ trong kỳ là 25 triệu rồi và còn 1224 nữa giá trị còn lại vậy chúng ta sẽ ghi giảm nó nào chúng ta vào phần ghi giảm tài sản cố định ví dụ chúng ta ghi giảm vào cái thời điểm là đây là ghi giảm này. tài sản cố định Rồi. Ok, theo ngày mùng 1 tháng 5 năm 2017 chúng ta giảm vì chúng ta tính khấu hao đến tháng tư rồi đúng không? Ở đây các bạn nhìn thấy là nó sẽ nó sẽ tự động lấy ra cái phần này, phần này là phần đã tính khấu hao. Và cái phần này là cái phần giá trị còn lại như vậy cái phần giá trị còn lại thì chương trình nó đã định sẵn cho các bạn rồi đúng không cái phần này ghi cả giảm tài khoản này và ghi có tài khoản này thì chúng ta ở đây là 211 thôi đúng không nghiệp vụ tài sản cố định thì các bạn biết rồi 211 đúng không nó là cái phần này để ghi giảm đây gọi là đây là gọi là cái bút toán xóa sổ tài sản cố định ghi giảm nó thế trong trường hợp mà chúng ta đưa bán đi cái tài sản cố định đấy thì chúng ta viết hóa đơn bán hàng bình thường thôi nhá làm hóa đơn bán hàng dịch vụ đi hoặc là dùng một cái chứng từ bán hàng để chúng ta xuất nó để hạch toán vào các cái tài khoản doanh thu gọi là xuất đưa vào 711 đúng không đấy thế là đây là rõ ràng là cái phần này các bạn lưu ý này cái 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 định khoản này nó cũng quan trọng cho các bạn thì các bạn có nhiều cái toán nó còn non kém về vấn đề nghiệp vụ hoặc là chưa va vấp nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy cái hạch toán này các bạn có thể học theo. À, thì cảm ơn các bạn nhé. Chúng ta đã làm xong cái phần ghi giảm tài sản cố định.